em nghĩ sao về người thứ ba? Cái đó là không nên. Em thấy chuyện đó là bình thường. Nên bị là đưa ra ánh sáng liền lập tức. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Mình là MC của Siêu Thám Tử. Và hôm nay cái thử thách của mình đó chính là mình sẽ phỏng vấn những người ở đây cái câu hỏi là nghĩ như thế nào về người thứ ba. Chết rồi, sao mà nó nhạy cảm quá vậy, giờ sao giờ ta. Nhưng mà thôi không sao hết, thì mọi người đi theo mình để xem mọi người ở đây trả lời câu hỏi thì như thế nào nha. Đi theo mình nào. Xin chào bạn, mình đến từ Top Top TV á. Thì không biết rằng là một bạn nam mà có vẻ khá là điển trai như thế này, thì không biết rằng là mấy bạn có thể sẵn sàng trả lời một những cái câu hỏi rất là nhỏ xíu cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay không ạ? Dạ rồi. Rồi, ok, cảm ơn bạn luôn nha. Thì lời nói đầu tiên bạn có thể introduce yourself, giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không? Dạ, em tên là Lê Nhật Quang, em 208. 208? Dạ. Ok, không sao hết, tài hình như tài chị già quá rồi, ok. Rồi nha, thì không biết rằng là cái câu hỏi hôm nay dành cho em á, thì không biết rằng em nghĩ sao về người thứ ba ta? Em thấy chuyện đó là bình thường. Bình thường? Bình thường ý em là mình có thể sẵn sàng lộng hành làm người thứ ba bất kỳ lúc nào được đúng không? À, cái đó là dạng như là mình làm người thứ ba. À, cũng không hẳn nữa. Ví dụ như đặt trường hợp là em thấy là tự nhiên trong một cái mối quan hệ mà tự nhiên xen giữa một cái người thứ ba đó, thì em cảm thấy cái người thứ ba nó như thế nào? Dạ. Khó quá đúng không? Dạ. Trời, không sao hết nè, kim chi đỏ ao nè, không sao nè. Rồi. Nhưng cái là hơi khó chịu đấy. Thôi, nói chung là rất là khó chịu. Rất là khó chịu hả? Vậy em có thật sự em nghĩ rằng là người đó có thật sự là họ có thật sự mong muốn như vậy không? Thì em có suy nghĩ tới vấn đề này không? Em nghĩ là không. Nhưng mà nếu mà trường hợp là họ cố tình làm người thứ ba thì như thế nào ta? Chà, cái này khó nha. Cắn à. Em nghĩ là do là người ta vả quá. Quá chuẩn luôn. Đặt trường hợp là một ngày mà tự nhiên em trở thành một người thứ ba, em sẽ cảm thấy như thế nào? Giống như em nói đó, mình đâu có biết nhiều đâu, cuộc đời này rất vô thường lắm em, đúng không? Thì em cũng biết nữa, tại vì thì nói gì em chưa có mối quan hệ nào có người thứ ba gì cả, nên em cũng không gặp. Chưa có mối quan hệ nào hết hả, với người thứ ba nào hết hả? Ok, không sao, quá may mắn luôn, tuyệt vời luôn em, không sao hết nha. Thì không biết rằng là, thì nếu như mà bây giờ là em, để em nói là em có trong một mối quan hệ chưa ta? Ok, đang trong một mối quan hệ đúng không? Sorry chị quên. Một chút xíu thôi, hơi già rồi. Không sao hết, thì nếu như mà hiện tại là em đang trong một mối quan hệ á, thì chị chúc em thì càng ngày sẽ càng hạnh phúc hơn nữa. Thì quan trọng về hạnh phúc thì cuộc sống mình mới tuyệt vời chứ đúng không? Rồi ok, cảm ơn em nha. Xin chào bạn, mình đến từ Top Top TV á. Thì không biết rằng là với một cái ngoại hình rất là ok và rất là điển trai như thế này, thì không biết rằng là bạn có sẵn sàng cho những câu hỏi ngày hôm nay của chúng mình không ạ? Dạ được ạ. Ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi thì trước tiên vào những câu hỏi á, thì bạn có thể giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không? Dạ, em tên là Trương Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2004 ạ. Sinh năm 2004, ok. Rồi, vậy là vẫn còn đang đi học đúng không? Dạ đúng. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta bắt đầu nha. Thì bạn nghĩ sao về người thứ ba? Thứ ba cũng chắc là cũng bình thường. Bình thường? Dạ. Ý bạn là mình có thể lộng hành làm người thứ ba và nó hoàn toàn không có cái gì sai trái hết đúng không? Nếu như là người một trong hai người ở trong mối quan hệ đó không bị người thứ ba chi phối thì thấy bình thường. Nhưng mà lỡ bạn có nghĩ về vấn đề là họ có thật sự họ muốn cái điều đó không? Không, chắc là không. Vì giống như là quyền thích người ta cũng là quyền riêng tư của mỗi người, cho nên là chắc là họ cũng có lý do riêng. Họ cũng có lý do riêng thì cũng đúng rồi. Nhưng mà nếu mà lỡ bạn nghĩ sao về cái vấn đề mà mình cố tình mình làm người thứ ba? Cái đó là không nên. Đúng rồi, không nên đúng không? Tại vì trên đời này thiếu gì người. Đúng rồi. Chứ đúng không? Mình đâu thể nào mà mình đi cướp hạnh phúc của đúng người ta rồi. Được đúng không? Thì không biết rằng là bạn có đã từng trong một cái mối quan hệ nào đó chưa? Dạ rồi. Rồi, ok thì mình hiểu rồi. Thì không biết rằng là trong cái mối quan hệ đó bạn có thật sự là có những cái dấu hiệu nào đó để nhận biết rằng mình đang là người thứ ba không? Hay là mối quan hệ của bạn quá hạnh phúc? Hay là bạn chưa bao giờ nhận ra cái điều đó? Bình tĩnh không sao hết, take it easy thôi bạn ơi. Đấy như kiểu là em cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ đó, nhưng cũng chẳng có người thứ ba xen vào nữa. Đúng rồi, tức là em cũng không phải là người thứ ba. Tức là em không có cảm thấy một cái dấu hiệu nào gọi là red flag trong một cái tình yêu đó đúng không? Wow, quá tuyệt vời luôn. Thì hôm nay là cái buổi phỏng vấn hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa. Ủa? Anh là Adam Lam đúng không? Trời ơi, em không
cái nét diễn này thiệt không? Thiệt mà, trời ơi, không phải giả trân, em là diễn viên chuyên nghiệp đó nghe. Rồi ok, thì hôm nay em có một cái cuộc phỏng vấn rất là nhỏ thôi dành cho anh đó, thì không biết anh có sẵn sàng không ạ? Nhưng mà trước tiên thì cho anh xin phép được hỏi là mình đang trên kênh nào á, để em biết anh chào khán giả. À dạ, thì hiện tại là em đang làm cho Tóp Tóp TV á. Tóp thì... Tóp? Đúng rồi ạ. Okay. Lần đầu tiên xin cho Adam Lâm gửi lời chào đến tất cả các bạn xem TikTok cũng như là các bạn ở trên khán giả của Tóp Tóp TV nha. Rồi xin cảm ơn anh nha. Thì không biết rằng là có một cái câu hỏi rất là nhỏ thôi, thì anh có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân anh được không? Tại vì nhiều khi em biết anh mà lỡ sẽ có những người hỏi okay. Hơi khó khăn một chút nha. Adam cũng xin giới thiệu ngắn gọn là Adam là ca sĩ, biên đạo và là diễn viên. Adam nổi tiếng với mô hình là nhảy trên giày cao gót. Và mới gần đây thì khi tham gia chơi với TikTok khoảng tầm 2-3 năm nay thì Adam có xây dựng cái xu hướng là múa cổ trang. Thì giống như hồi nãy em mới gặp anh là anh đang quay một clip múa cổ trang mới. Thì hôm nay em có một cái câu hỏi dành cho anh, thì không biết anh nghĩ sao về người thứ ba ta? Cái chủ đề này nó nhạy cảm đúng không? Nhưng mà không thật ra anh thấy không nhạy cảm nha. Đã là người thứ ba rồi nhưng mà nó phải trong phạm vi nào, giống như là mình vô tình, đúng không mọi người? Tức là mình vô tình mình thành người thứ ba thì mình sẽ phải có cái quyết định cái nào là đúng đắn và văn minh nhất. Tức là nếu như mình phát hiện ra mình là người thứ ba thì mình rút liền. Cái thứ hai là trường hợp là mình cố tình mình thành người thứ ba thì cái chuyện là chuyện khác nha. Cái chuyện đó là chuyện nên bị là đưa ra ánh sáng liền lập tức và xử lý liền. Đúng nha, tất cả đều đúng. Cái đó hơi kia đỏ ao. Đúng rồi. Ôi đất ơi, nhưng mà nếu như mà đặt trường hợp là ví dụ như mà anh lỡ mà anh bây giờ anh đang trong một mối quan hệ mà chưa có đến mức gọi là quá mù quáng, nhưng mà nếu như mà bây giờ lỡ mà anh mù quáng quá rồi thì làm sao mà giúp ra được anh? Bởi vì anh mới nói với em là nó sẽ phụ thuộc vào sự tỉnh táo của mọi người. Và Adam chỉ là nằm ở khía cạnh là mình khuyên thôi. Tức là mình khuyên mọi người, thí dụ như lỡ mọi người có xem cái clip này của chị em và anh đi. Thì mình sẽ may mắn là mình sẽ có được cái thông tin. Và mình sẽ có được một cái lời khuyên. Và hy vọng là mọi người nghe được những cái lời góp ý hoặc là những cái lời khuyên này của Adam. Thì mình sẽ cố gắng để mình vượt qua được những cái khúc mắc đó. Tại vì nó đời vô thường lắm, nhiều khi mình lỡ mình va vô trong cái thế đó chứ mình đâu có tình đâu. Cho nên là mình phải thật sự tỉnh để mình có thể quyết định là mình đi tiếp hay dừng lại. Nhưng mà nếu như Adam nằm trong trường hợp đó, chắc chắn với mọi người là Adam sẽ dừng lại. Đúng rồi, tình yêu mà đâu thể nào có người thứ ba được đâu, mặc dù không phải ai cũng muốn đúng làm rồi, người thứ ba. Tại vì mình không quen cái người mà đang có người yêu đó, mình vẫn có thể quen được một người khác mà. Đúng luôn. Tại mình đang ở trong cái thế mình đang quen nha, mình đâu có ký hợp đồng hay là kết hôn hay gì đâu. Tức là mọi thứ của mình hiện tại nó đang dựa trên nền tảng là hai người đang trải nghiệm nhau thôi. Khi nào mình ký cái tờ giấy kết hôn đã thì lúc đó mình mới bị ràng buộc, mà nhà nước làm gì có cho chuyện một người ký được hai cái giấy kết hôn. Cho nên là cái chuyện đó chuyện hiển nhiên. Đúng không? Mà mình suy xét về pháp luật thì bây giờ nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên là nếu như bạn không muốn mình trở thành người thứ ba thì mình trước mắt mình tỉnh táo trước cả rồi mình sẽ xử lý được vấn đề tiếp theo. Trời ơi, một chàng trai tuyệt vời, xuất sắc quá má ơi. Thì không biết rằng á là nếu như mà thì anh có nhiều kinh nghiệm như thế này, thì không biết là anh nhìn nhận một cái red flag nào đó, thì anh nhìn nhận là một cái bạn nam nào đó bạn đang có người yêu, hoặc là một bạn nữ đó đang có người yêu mà kiểu anh đang chuẩn bị làm người thứ ba đến nơi rồi đó, để biết cái chạy chứ trời ơi. Nhưng mà giờ tự nhiên đây mình nhận sao nhận? Không, nếu như mà những cái kinh nghiệm bình thường thì sao? Đúng không? Kinh nghiệm thực ra thì dễ lắm mọi người. Cái người đó có mối quan hệ với người ta hay không á, là chỉ cần nó có những cái hành vi nó kỳ lắm, và nó có những cái khoảng thời gian á, nếu và đặc biệt người phụ nữ nha, phụ nữ sẽ có thể nhìn ra được cái giác quan người phụ nữ rất là hay, là khi mà cái người đàn ông mà mình đang quen á, mình đang với mình hoặc là người bạn trai mình đang quen đi, là chỉ cần cái quỹ thời gian của họ nó có một cái gì đó kỳ một chút xíu là mình biết liền à. Cho nên là Adam tin là trực giác của chị em phụ nữ là rất là mạnh về vấn đề đó. Trời ơi, xuất sắc quá, tuyệt vời quá. Sau khi những cái lời nói của anh á, em cảm thấy là em có nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Thì em cảm ơn cái lời phỏng vấn của anh ngày hôm nay nha. Thì em chúc anh là sẽ càng ngày càng sẽ tìm được một cái hạnh phúc cho bản thân mình. À, tìm được rồi nha cô. Ủa? Đã quen 5 năm rồi, báo chí biết hết. Chết rồi, em pha
hết, gì kỳ quá, thôi đừng giận em nha, ông sẽ hết rồi. Thôi nhiều khi em là fan fan về tài năng của anh chứ đúng em rồi. Không phải là fan về cái đời sống của anh, sao em biết được đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không sao hết, nhưng mà sau ngày hôm nay thì em sẽ trở thành fan cuồng của anh luôn. Cảm ơn mọi người và thương chúc cho Top Top TV luôn luôn là một kênh được mọi người đón nhận và luôn luôn được xem và có thật là nhiều triệu view và chục triệu view hơn nữa ha. Dạ quá là cảm ơn anh luôn, dạ cảm ơn anh nha. Dạ, sau một ngày quay ở đây thì mình cảm thấy là cái chủ đề này tuy mà nó không có quá là mới nhưng mà nó cũng thật sự nó rất là khó khăn. Nhưng mà thôi không sao, tụi mình đã hoàn thành xong thử thách rồi. Thì nếu như mà mọi người thích thì mọi người cho mình một like, một share nha. Cảm ơn tất cả mọi người.